Liên minh châu Âu EU cho biết sẽ cấp phép cho các loại vaccine được điều chỉnh đặc biệt để đối phó với biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 trong 3 đến 4 tháng nếu cần thiết. Đây là thông tin mới được Giám đốc Cơ quan Dược phẩm châu Âu Emma M. Cook đưa ra ngày 30 tháng 11. Phát biểu trước một ủy ban nghị viện châu Âu, bà M. khẳng định nếu cần phải thay đổi các loại vaccine hiện tại thì cơ quan này sẵn sàng các bước để có thể thực hiện việc cấp phép chỉ trong vòng 3 đến 4 tháng. Tôi nghĩ rằng điều rất quan trọng cần nhấn mạnh là chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng. Chúng tôi biết rằng virus đột biến. Chúng tôi biết rằng ở một số giai đoạn sẽ có đột biến, có nghĩa là chúng tôi phải thay đổi cách tiếp cận hiện tại. Và vì lý do đó, chúng tôi đã đưa ra các hướng dẫn cho các công ty vào tháng 2 năm ngoái. Chúng tôi vẫn chưa phải thay đổi cách tiếp cận. Vì vậy, đó là lý do tại sao cho đến nay trên thị trường không có nhiều loại vaccine khác nhau. Bởi vì thực sự, các loại vaccine hiện có đã cho thấy chúng tiếp tục có hiệu quả chống lại các biến thể đang lưu hành ở châu Âu. Và chúng tôi không biết liệu chúng có tiếp tục hiệu quả với biến thể Omicron hay không, nhưng chúng tôi cần đảm bảo là chúng tôi phải hiểu được liệu có cần thay đổi vaccine hay không. Bà M nhấn mạnh thêm, cần 2 tuần để biết chính xác hơn về khả năng cần loại vaccine mới hay không. Và quyết định việc có cần loại vaccine mới hay không sẽ do nhiều cơ quan cùng quyết định, chứ không chỉ riêng em mà. Các bình luận trên được đưa ra sau khi truyền thông dẫn lời một lãnh đạo của hãng dược phẩm Moderna của Mỹ cho biết các loại vaccine hiện nay sẽ gặp khó khăn hơn trong đối phó với biến thể Omicron đã biến đổi nhiều so với biến thể gốc. Giám đốc điều hành hãng dược Moderna Stefan Bancel dự đoán các loại vaccine hiện nay sẽ kém hiệu quả hơn nhiều trong việc đối phó với Omicron so với các biến thể trước đó và cảnh báo sẽ mất nhiều tháng để các công ty dược phẩm có thể sản xuất trên quy mô lớn các loại vaccine dành riêng cho biến thể này. Theo ông Stefan Bancel, số lượng cao các đột biến của Omicron trên protein gai của biến thể này và sự lây lan nhanh chóng của Omicron ở Nam Phi cho thấy có thể cần phải điều chỉnh các vaccine hiện tại vào năm tới. Ông cho biết, các nhà khoa học mà ông đã trao đổi đều cho rằng có sự suy giảm về hiệu quả của vaccine, song chưa rõ ở mức độ nào bởi cần thêm dữ liệu. Moderna và đối thủ Pfizer cũng đều đã bắt đầu nghiên cứu về loại vaccine dành riêng cho Omicron. Đến nay, EMA đã cấp phép 4 loại vaccine sử dụng cho người trưởng thành ở Liên minh châu Âu, gồm các vaccine của Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca và Johnson Johnson. Theo kế hoạch, trong vài tuần tới, EMA sẽ cấp phép cho loại vaccine phòng COVID-19 thứ 5 là của Novavax.